Dạ vâng, xin chào mừng tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Vâng, hôm nay thì em nhận được hai câu hỏi, không biết là có phải là hai bác ở hai bác là người nhà với nhau hay là không, nhưng mà đều là hai bác ở trong Sài Gòn. Em nghe giọng và hai bác ấy thì đều nói là hai bác ấy ở trong Sài Gòn. Hai bác ấy đều hỏi một cái câu hỏi mà em nghĩ cái câu hỏi đó nó rất là hay. Cho nên là hôm nay thì em xin phép em làm video này. Vâng, câu hỏi của hai bác khách đó nó trùng hợp, khá là trùng hợp, và hai bác đó họ đều hỏi em vào buổi chiều ngày hôm nay. Và hai bác ấy có hỏi em là Cốc Cốc ơi, Cốc Cốc cho anh hỏi, có phải là vang liền công suất X7 DAC Acoustic nó chơi loa nào cũng hay, và kể cả những loa full 40 hay là full 30 thì nó cũng đều hay, hoặc là chúng ta chơi những cặp loa bass 20 nó đều hay, có đúng không Cốc Cốc? Vâng, một câu hỏi nó quá là hay luôn quý vị ạ. Kính thưa quý vị và các bác, những dòng X7 DAC Acoustic này đó, nó chơi loa nào cũng hay quý vị nhé. Nó chơi loa nào cũng hay. Nó chơi những cặp loa 20, những cặp loa 25 hay là 30 hay là full 40 hay là những cặp loa 40, nó đều hay hết quý vị nhé. Đấy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là những dòng X7 DAC Acoustic này đó, là nó được tích hợp cả giải mã, rồi là được tích hợp những cái công nghệ tiên tiến nhất quý vị nhé. Được tích hợp những công nghệ tiên tiến nhất, được thừa hưởng những ưu điểm của các đàn anh, rồi những cái nhược điểm của các đàn anh thì được gạt sang một bên. Đấy. Và nó được thừa hưởng tất tần tật những ưu điểm đó, cho nên nó tạo ra một cái X7 DAC Acoustic nó cực kỳ là hoàn hảo quý vị nhé. Nó tạo ra X7 DAC Acoustic cực kỳ là hoàn hảo. Vâng, và cũng có rất là nhiều bác có hỏi bên em là những đôi loa cũ của quý vị và các bác thì có thể đổi lấy X7 DAC Acoustic này không? Thì em đã kiến nghị với công ty rồi, là bên em hỗ trợ quý vị và các bác nhé. Bên em sẽ hỗ trợ quý vị và các bác đổi những cặp loa cũ nhà quý vị và các bác để lấy các thêm tiền để lấy thêm những chiếc X7 DAC Acoustic này. Đấy, tức là bên em sẽ tạo mọi điều kiện để quý vị và các bác có thể sở hữu được một X7 DAC Acoustic, một cái công nghệ tiên tiến nhất bây giờ và một trong những dòng vang liền công suất mà chưa có một chiếc vang liền công suất nào có thể đánh bại được chiếc X7 DAC Acoustic này. Em dám khẳng định với lại quý vị và các bác là như vậy. Kể cả quý vị nhé, kể cả những dòng vang số hay là vang số chỉnh cơ, cộng thêm một con đẩy nữa, cộng thêm một giải mã nữa, nếu mà ở trong cái tầm giá 7 triệu, em dám khẳng định với lại quý vị và các bác, sẽ không có để mà nó hay hơn chiếc X7 DAC Acoustic này được. Đấy. Và dòng X7 DAC Acoustic này thì nó có 4 cửa ra quý vị nhé. 4 cửa ra, và hiện tại bây giờ là em đang đánh 2 cửa. 2 cửa này thì em đang đánh đôi Party Hall quý vị nhé. Đôi Party Hall này bass 25 này. Đấy, đôi Party Hall này bass 25 này. Quý vị và các bác có thể nhìn thấy nó hình avatar của nó hơi gọi là cũ một chút xíu. Đấy, chính vì như thế thì em mới đánh cùng với chiếc X7 DAC Acoustic này để cho nó lên cái tiếng của nó để quý vị và các bác cùng nghe, cùng thưởng thức. Vì những X7 DAC Acoustic này thì em cũng đánh rất là nhiều dòng loa rồi, như dòng loa full 30, dòng loa nằm 30 hay là B1B hay là KI512 này, thì quý vị và các bác đều nghe và đều cảm nhận nó, cái chất âm của nó cực kỳ là hay rồi. Đấy, kể cả là những dòng bass 40 này, những dòng JB bass 40 này, thì cái chiếc X7 DAC Acoustic này
nó thể hiện lên cái chất âm và cái đẳng cấp của nó rồi. Đấy. Nhưng bây giờ em sẽ đánh một cái cặp loa mà quý vị và các bác lần đầu tiên thấy em đánh test thử nhé. Đấy. Bây giờ em sẽ đánh test cái cặp loa này để quý vị và các bác chúng ta cùng nghe, cùng thưởng thức và cùng cảm âm xem là có phải là X7 DAC Acoustic này nó đánh loa nào cũng hay, nó chơi loa nào cũng hay, có như là lời đồn không quý vị nhé. Đây để em cố định điện thoại lên rồi em sẽ đánh lên. Vâng, và đánh nhạc thôi thì nó sẽ không đủ đâu quý vị nhé. Em sẽ hát test thử luôn quý vị nhé. Đấy. Với X7 DAC Acoustic này thì loa nhà quý vị và các bác, loa nát quý vị nhé, loa nát, loa cũ, đánh cũng hay luôn quý vị nhé. Đấy. Không cứ là phải loa mới hay là loa là phải gần 10 triệu hay là loa phải trên 10 triệu hay là loa phải 30-40 triệu thì đánh nó mới hay đâu quý vị nhé. Đấy. Đây. Em sẽ mở lên, em sẽ hát test thử. 1, 2, 6, 7. Anh em 1, 2, 3, 4. Em hãy chơi một cặp party house duy nhất nhé. Chút xíu nữa thì em sẽ quay đi đằng sau lại. Em rút rơi vai ra để quý vị và các bạn cùng xem nhé. Chế độ chờ music mix của X7 DAC Acoustic thì không cần phải bàn rồi. Đã lâu lắm rồi không về thăm lại chốn xưa. Đã lâu lắm rồi không về đi qua cầu dừa trơn trượt lắm em ơi. Đi mà không khéo té như chơi, môi son má hồng chân cuốn cao gót làm sao qua cầu dừa. Thank you.
bỏ cùng chơi bỏ anh bơ vơ với cây đầu dừa, cây đầu dừa. Vâng, đã không không có lời ca tiếng hát rồi quý vị nhé. Người lẫn quê bây giờ em về, anh buồn quá bao kỷ niệm. Cầu xưa vẫn là lối đi chung, em giờ chân bước thấy mông lung. Cây me trước nhà, cây khế sau ngõ, nhìn em sao lạ lùng. Cầu xưa vẫn là lối đi chung, trần bước thấy mông lung. Cây me trước nhà, cây khế sau ngõ, nhìn em sao lạ lùng. Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bác, như vừa rồi thì quý vị và các bác cũng đã nghe em hát test thử một đoạn và em đã rút dây loa ra để cho quý vị và các bác chúng ta cùng xem thử rồi. Vâng, nếu mà chúng ta em lấy ví dụ nha, nếu mà nhà chúng ta cũng có một một cặp loa giống như cặp loa của nhà hàng xóm chẳng hạn, nhưng nhà hàng xóm nhưng nhà hàng xóm dùng một cái thiết bị khác, chúng ta dùng X7 DC Acoustic, thì em chắc chắn và em khẳng định với lại quý vị và các bác là bộ âm thanh nhà quý vị và các bác sẽ hay hơn bộ nhà người ta, nếu mà ở trong giá tầm tiền, hoặc là nhà người ta có một vang và một cục đẩy công suất mà giá 10 triệu trở xuống, hoặc là một cục vang liền công suất nữa thì không nói rồi. Nếu mà cục vang liền công suất mà trên thị trường hiện tại bây giờ, cục vang liền công suất mà trong khoảng tầm giá đó hoặc là xấp xỉ tầm giá đó thì không nói chuyện quý vị nhé. Đấy, thì chúng ta không nói chuyện luôn. Chắc chắn rằng là sẽ không bao giờ hay bằng cái X7 DC Acoustic này. X7 DC Acoustic này nó chơi được mọi thể loại nhạc quý vị nhé. Nghe nhạc, hát karaoke, xem phim, rồi là tất tần tật những cái bản nhạc mà chúng ta yêu thích thì nó cũng sẽ cho ra loa, nó sẽ thể hiện ra loa một cách nó chân thực nhất. Đấy, như vừa nãy em nói rồi, kể cả loa rách quý vị nhé, như loa rách, loa nát đi chẳng nữa, chúng ta nghe nhạc nó vẫn cứ hay. Đấy, mọi chi tiết thì xin quý vị và các bác liên hệ về một trong hai số điện thoại đang hiển thị trên tấm biển, hoặc quý vị và các bác để lại số điện thoại, bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác. Và em xin được nhắc lại đó là bên em hiện tại là bên em cũng vẫn đang tạo điều kiện cho quý vị và các bác chúng ta sở hữu những chiếc X7 DC Acoustic. Đó chính là chúng ta cũng có thể đổi từ âm ly cũ hỏng sang lấy âm ly, sang lấy chiếc vang liền công suất này. Hoặc là những cặp loa cũ của nhà chúng ta cũng có thể đổi sang chiếc X7 DC Acoustic này quý vị nhé. Vâng, và bây giờ em xin phép em được khép lại video tại đây. Cảm ơn tất cả quý vị và các bác đã quan tâm và theo dõi video của bên Cốc Cốc Audio chúng em. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.